gần 167 đó cả nhà. Vị trí của cột mốc thấp này, đây là đường nhà nước thể hiện trên sổ này. Bên này đó là khu Mian Farm, khu quy hoạch của bên Sinrup, và bên này đó là khu điện gió Thái Hòa. Lô đất này thì không vướng quy hoạch, mặt tiền đường nhà nước thể hiện trên sổ tới 30 mấy mét, đất đẹp vuông vức nha cả nhà. Bên này là biển, view giờ nhìn thấy biển này, biển đó là Apex, Apex Cô Đô theo Apex Marina. Và gốc cây này là ranh cuối của lô đất. Vị trí chọn cái này, khu điện gió Thái Hòa này cách xa nha, cách xa điện gió. Ở bên đó thì bên này thì không có phát triển về điện gió nữa, khu điện gió Thái Hòa thì không có quy hoạch thêm điện gió, cho nên khu này không có phát triển mới. Khu này giờ chỉ có hình thành về khu dân cư thôi. Đường nhà nước thể hiện trên sổ là đường này, 30 hơn 30 mét mặt tiền đường nhà nước. Từ vị trí này cách đường tỉnh lộ 716 tầm 650 mét. Đó, bên đường này là đường tỉnh lộ 716 nè. Phía trước đây là biển, đây là view biển, đây là lô đất view biển nha cả nhà. Bên kia là Apex này. Nhà mình để mình zoom lên, tại vì đang đứng ở nắng chiều cho nên là cái ánh sáng hơi bị ngược. View biển tròn diện đó cả nhà. Đây là địa thế trên đất nằm trên cao view xuống. Lô này đẹp, không có quy hoạch, diện tích nhỏ, gần 167. Vâng, đây là cái con đường mà di chuyển từ lô đất đi ra tới đường tỉnh lộ 716. Thì hiện tại thì đường hiện hữu và tuyến đường này là đường thông từ biển đi về bên khu du lịch Bầu Trắng luôn nha cả nhà. Và chào mừng cả nhà mình đến với file Flycam để mình quan sát thực tế về cái lô diện tích là 1678 m². Điều hay mà Phi thấy được ở lô đất này đó là với diện tích vừa phải, thích hợp lập nhà vườn, mà đặc biệt là vuông vức, không có cái khoảng không gian thừa. Với diện tích là 1678 m², đây là một con số tiếng, đẹp, phong thủy tốt, và đặc biệt nhất là mặt tiền đường là dài tới 45 m. Đường này thì rộng, đường này thì thông xuống biển trực tiếp luôn, cách biển chỉ có 1,9 km, nên cả nhà mình dễ dàng di chuyển và thuận lợi, rất thích hợp để làm nhà vườn, không có mất quá nhiều cái khoảng không gian thừa. Và đặc biệt nhất là cái tuyến đường này là cái tuyến đường thông. Trong cái thời gian sắp tới từ 5 đến 10 năm nữa thì những cái giá trị bất động sản ở tại cái khu vực này và nằm trên cái tuyến đường này, là cái tuyến đường song song với đường tỉnh lộ 716, sẽ hình thành được nhiều khu dân cư khi chủ đầu tư Sinrup đi về đầu tư nằm ở phía bên Bầu Trắng và khu Hồng Phong. Thì đây là một trong những cái điểm khu dân cư được hình thành hiện hữu lâu đời và là trung tâm của tại xã Hòa Thắng. Cho nên để kết nối gửi vị trí và thông tin về cái lô đất này thì cả nhà mình vui lòng liên hệ với số điện thoại 0903111365 hoặc 0906813285 để Phi gửi sổ thông tin vị trí chính xác, cũng như mời cả nhà đi tham quan thực tế để có một cái nhìn thực tế nhất. Đây là lô đất nằm ở trên một triền cao, cho nên là đứng từ vị trí trên đất là chúng ta sẽ thấy toàn diện về biển Hồng Chính, đường tỉnh lộ 706 đi về hướng Mũi Né và Apex Marina, và khu dự án của Sinrup đang về khảo sát và đầu tư ở tại cái vị trí này. Cho nên xét về lâu về dài, lô đất này là một lô đất xứng đáng để xuống tiền đầu tư trong cái thời gian hiện tại bây giờ. Và hiện tại bây giờ thì Chợ Đất Bình Thuận đang bán với lô này với mức giá cũng rất là hợp lý, chỉ có 3,5 tỷ là cả nhà mình sở hữu được 1678 m², đường nhà nước thể hiện trên sổ là 45 m, đất đẹp vuông vức, và liền kề với lại cách đường tỉnh lộ 716 chỉ có 450 m, và cách biển chỉ 1,9 km, thời gian di chuyển mình xuống biển ra vào tầm 5 phút. Cho nên đây là một cái sản phẩm rất thích hợp để cả nhà mình vừa khai thác nghỉ dưỡng làm homestay hoặc là nhà vườn nghỉ dưỡng ven biển. Cả nhà mình đang có ý định tìm những cái sản phẩm đất ven biển để làm một nhà vườn thì đây là sản phẩm cả nhà mình đang tìm. Hãy nhấc máy gọi ngay cho Phi để đàm phán chốt cọc mua ngay lô đất này cả nhà nhé. Rồi xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã luôn đồng hành và theo dõi cùng kênh trong suốt thời gian qua. Trong quá trình chia sẻ thì không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong cả nhà mình rộng tình bỏ qua và hẹn gặp lại cả nhà ở sản phẩm tiếp theo.